Chào mừng các bạn đến với Bạc Liêu Quen Tôi. Thì ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn hình ảnh về củ xoài trên 300 năm tuổi. Thì cách củ xoài 300 năm tuổi khoảng 2 cây số thì mình sẽ đến chùa Sim Cán. Thì chùa Sim Cán nằm tại ấp biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Chùa Sim Cán Bạc Liêu vừa là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở địa phương, vừa là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Khmer. Vì thế, khi đến trung tâm thành phố và hỏi thăm về ngôi chùa này thì hầu như người dân nào cũng biết và sẵn sàng chỉ đường cho bạn. Chùa Sim Cán không chỉ là ngôi chùa Khmer đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ mà còn nổi tiếng là ngôi chùa trăm tuổi. Theo lịch sử ghi lại, ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1887 với diện tích ban đầu là 4.500 m². Thổ ban sơ, chùa có tên Khmer là Kombisako, thể hiện sự uyên bác và sâu xa của trí tuệ Phật Pháp. Về sau, một bộ phận người gốc Hoa đến đây định cư và đã dịch tên chùa thành Sim Cán. Trong tiếng Hoa, Sim Cán có nghĩa là giáp nước, dùng để chỉ ngôi chùa nằm cạnh bờ biển. Vậy từ ấy đến nay, chùa được gọi tên Sim Cán, vừa đơn giản dễ nhớ, vừa có nét gì đó rất là ấn tượng. Đến nay, ngôi chùa đẹp ở miền Tây này đã trải qua 9 đời chủ trì và một vài lần trùng tu sửa chữa. Có thể Sim Cán không phải là ngôi cổ tự lâu đời nhất, cũng chưa phải là chùa lớn nhất, nhưng vẻ đẹp tráng lệ và vi mô, ngôi chùa này luôn là điểm đến được yêu thích bậc nhất Bạc Liêu. Nếu bạn từng nhiều lần du lịch miền Tây và thăm các chùa chiền ở vùng đất này, có thể bạn sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm trước nét đẹp độc đáo của những ngôi chùa Khmer. Tuy nhiên, với những du khách lần đầu du lịch Bạc Liêu, chùa Sim Cán thực sự là một công trình kiến trúc kỳ vĩ, đẹp và nổi bật. Trên một diện tích đất rộng lớn, chùa Sim Cán được quy hoạch thành nhiều hạng mục khác nhau với phong cách kiến trúc Angkor Khmer Campuchia đặc trưng. Điều khác biệt của chùa Khmer với những ngôi chùa bình thường khác chính là sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng vách tường, mái nhà và trụ cột. Có đi sâu vào khuôn viên bên trong và nhìn ngắm thật kỹ, bạn mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp mà chùa Sim Cán sở hữu. Quần thể kiến trúc tâm linh Sim Cán gồm nhiều hạng mục quay mặt về hướng đông, được xây dựng theo trường phái Phật giáo Nam Tông đặc trưng. Ở đây có hệ thống tường thành bao quanh, cổng tam quan, chính điện, tháp chuông, cột trụ biểu, khu mộ tháp và khu vực các sư thầy nghỉ ngơi. Về màu sắc, chùa Sim Cán Bạc Liêu có gam màu tương tự như những ngôi chùa Khmer khác, đó là sắc màu vàng đậm gật gỡ, pha thêm màu đỏ cam để tạo điểm nhấn. Vẻ đẹp và sắc màu của ngôi chùa này dễ khiến du khách liên tưởng đến hệ thống chùa chiền hoành tráng ở Campuchia và Thái Lan. Đến trước cổng tam quan, bạn sẽ thấy được dấu ấn văn hóa tín ngưỡng của người Khmer thể hiện qua nhiều bức phù điêu đắp nổi. Bản tên cổng thiết kế kiểu tháp nhọn đặc trưng của kiến trúc Angkor với thêm hình ảnh tượng Phật ngồi giữa uy nghiêm. Ngoài ra, bên dưới bản tên cổng còn có hai chim thần cờ rút và hai con gắn năm đầu uốn lượn. Bước qua khỏi cổng, du khách sẽ tận hưởng cảm giác dạo bộ dưới một con đường mát rượi rợp bóng cây xanh trước khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính điện nhà chùa. Chính điện được xây dựng hình chữ nhật, rộng 18 m và chiều dài gấp đôi. Điểm đặc biệt của tòa chánh điện là tập trung mở rộng cửa ở hai bên nhằm tránh ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào điện thờ. Vì tất cả các hạng mục trong chùa đều hướng thẳng phía đông, vẻ đẹp bên trong chính điện mang màu sắc rực rỡ, nổi bật và trang nghiêm. Nơi đây được thực hiện với tổng cộng 100 cây cột bê tông tròn, tạo sự vững chắc cho tòa nhà. Ở mỗi điểm tiếp giáp giữa các đầu cột và mái đều là đầu rắn thần Naga, con rắn được Đức Phật giáo hóa bằng chính lòng từ bi, từ đó rắn trở thành linh vật bảo vệ cho nhà chùa. Nếu bên trong các tòa nhà thường xây dựng cực kỳ tinh xảo, tỉ mỉ thì vẻ đẹp bên ngoài nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Dọc theo các lối đi là bờ tường sơn màu vàng nhạt, được điểm tô thêm bằng những cây cột, những khung cửa chạm trổ ấn tượng. Nếu muốn có vài bức ảnh chụp thật đẹp, bạn nên đứng bên ngoài chùa để lấy được hình ảnh chính điện nổi bật. Ngoài khu chính điện, du khách còn có thể đi một vòng quanh chùa Sim Cán để tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp chuông, giảng đường, sala.
Điểm chung của cái tháp chòi này chính là kiểu tháp hình chóp vươn thẳng lên nền trời cùng những chi tiết điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Với lữ khách, ngôi chùa đẹp ở miền Tây này là điểm đến tham quan tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Khmer. Còn với dân cư địa phương, đây là nơi sinh hoạt tôn giáo, tu đạo, dạy chữ Khmer và thường xuyên tổ chức các lễ hội lớn của Khmer. Vì mang ý nghĩa đặc trưng trong đời sống nên chùa rất được chú trọng trong việc giữ gìn cảnh quan đẹp, tu bổ và hoàn thiện để ngày một rộng lớn hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong vùng. Đến chùa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bạn đều cảm nhận được bầu không khí trong lành, yên bình. Nơi đây có những hàng cây cao xanh mát, đang xen vào đó là những tòa tháp nhọn vươn thẳng lên nền trời. Tất cả hài hòa một cách nhẹ nhàng, tạo nên bức tranh tĩnh tại ở chốn tu hành, thiền tịnh của người Khmer. Là một ngôi chùa đẹp và nghi nga, chùa Sim Cán Bạc Liêu trở thành điểm đến yêu thích bậc nhất miền Tây. Nếu có định ghé chùa tham quan, chụp ảnh, bạn nên chọn trang phục kín đáo lịch sự, ưu tiên các gam màu trắng, xanh đỏ để có những ảnh đẹp và nổi bật. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video đây. Thì rất mong những cái thông tin mình chia sẻ hôm nay thì sẽ bổ ích đối với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.